Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một video của thứ bảy cuối tuần. Trung đăng lên hai cái hộp số. Trung đang bán hai cái hộp số nha anh em. Một cái hộp số ngay trên màn hình đây. Hộp số kia 2 tấn rưỡi dính vào cái con máy kia mà mình bán rồi đấy. Còn thừa lại một cái hộp số, số có cốc nhé. Đây này, số có cốc này, số kia chát 2 tấn rưỡi nha. Với lại nó có bị cắt cái chỗ cái bát đề này rồi, cái đầu trâu của nó bị cắt cái bát đề rồi, xem như còn phần còn lại nó bấy nhiêu thôi. Con này thì trước cái con xe ben mình có chạy về nhà có thử, con này số không bao không trả nhé, dơ bẩn nguyên trạng y hình nhé anh em. Đây là một món nhé, và một thêm một cái hộp số nữa cũng 2 tấn rưỡi luôn. Đây là số Hyundai 2 tấn rưỡi. Cũng có của cái con máy mà Trung bán cái động cơ đi rồi, còn dư lại, còn thừa lại cái hộp số này này. Số này thì không có cốc nha. Anh em xem có nhu cầu chế cháo đóng cần hộp số nho nhỏ đóng mót hoặc là ứng dụng vào được cái công việc gì đấy thì anh em xem qua cái video này nhé, xem thử hai cái hộp số này. Hộp Hyundai này thì nhìn nó còn mức độ sơn phết và còn khá là liền lạc nhé anh em. Đây, chung còn hai cái hộp đơn rồi như vậy thôi. Một hộp thì đầu trâu còn nguyên, một hộp Kia thì đầu trâu bị cắt bát đề. Món này thì anh em đang có nhu cầu hoặc là cần lấy phụ tùng thay thế hoặc là chế biến gì được đấy thì anh em ở gần cứ sắp xếp đến xem nhé. Anh em ở xa thì xem thật kỹ qua video, đúng chủng loại các thứ thì đúng chủng loại anh em cần dùng thì anh em cứ liên hệ nhé. Bên này hôm trước là còn chạy luôn này, nó còn hoạt động bình thường này, gài cốc bên thùng còn ok hết nhé. Rồi, chung có hai cái món hàng đơn giản như vậy, anh em xem thật là kỹ, đúng công việc thì anh em alo nhé. Trung xin kết thúc video.